Sự cố cuộc đời đến không có nương vào ai được hết chứ, chỉ có nương A Di Đà Phật được thôi. Và cận tử nghiệp không có nương vào người thân nào được hết, chỉ có nương vào A Di Đà Phật thôi. Quý vị suy nghĩ, vợ chồng con cháu thương yêu nhau vô cùng, nhưng đến khi chúng ta cận tử nghiệp, thí dụ như những đức ở ngoài đời không đi tu, tạo một sự nghiệp vô cùng lớn, những đức làm chồng sanh được 3 đứa con, rồi vợ bây giờ những đức mới có 50 tuổi, bệnh sắp chết hấp hối, mà sự nghiệp thì lớn lao vô cùng, nhà cửa mấy căn, có xe hơi đủ đàng hoàng, người làm thiệt là đông. Nhưng mà bây giờ cận tử nghiệp đến, những đứa hấp hối gần chết, tiền của đang chấp nhất giữ gìn, danh tiếng cũng đang còn lẫy lừng, vậy mà giờ này thì gần chết, như thế nào? Đó, cái lúc mà gần chết là thở gì nè quý vị, còn cái lúc thở gì thì chưa chết nha, là chưa chết liền đâu. Mà cái lúc mà gần chết là gì nè? Rồi nó sắp đứt bóng rồi nè. Đó là vậy đó quý vị. Rồi quý vị biết rằng là vợ những đứt á, bà đứng á, rồi mấy đứa con đứng á, bà... Rồi bà vợ nói: Anh đừng có bỏ em, anh. Mấy đứa con thì nói: ba, đừng có bỏ con, ba. Nhưng mà mình thì lúc đó mình nghe thì mình bị lưu luyến thêm quý vị. Tiền của vật chất không nương vào cái gì được, vợ cũng không nương vào vợ được, mà tử thần bây giờ đang đến này. Mình thì mà nó càng kêu vợ mình á, anh, thì mình trời ơi, lúc này mày thấy không, nó không nương vào cái người thắng được, nó không nương vào tiền của được, nó không nương vào sự nghiệp được. Giảng mà như vậy là đặt mình để dễ hiểu nhất nè quý vị. Vì đặt mình thì giống như tất cả mọi người, ai như vậy thì dính hết thôi. Quý vị nương vào cái chỗ nào được đây? Cái tình cảm lúc còn sống thì âu yếm thương yêu, nhưng mà khi cận tử nghiệp rồi quý vị suy nghĩ, cận tử nghiệp rồi thì phải tự chịu thôi. Vậy thấy không? Cận tử nghiệp là hoàn toàn phải tự chịu. Đó, nó không có nương vào ai được hết trơn á. Nhưng mà nói gì không phải là chúng ta đá đổ cái tình người, không phải. Mà đang sống với con người là phải trọn vẹn cái tình cảm với con người, trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng. A-di-đà-phật giảng sanh. Đó, vậy là được rồi đó. Được rồi đó, có nghĩa là cả đời sống trọn vẹn tình người. Khi đến thế gian này, khi ra đi để một tấm gương niệm Phật giảng sanh. Còn nếu như mà chúng ta không biết niệm Phật gì hết, không biết nương tựa vào ai mà nương người thân nương cũng không được, thì chúng ta nương vào nghiệp quả mà chiêu cảm đến. Thì lúc đó cái nghiệp quả gì chiêu cảm đến chúng ta đều đi theo hết. Thì lúc đó quý vị biết rằng là tâm thì dính mắt tiền của, dính mắt vợ, dính mắt con. Nhãn quan là con mắt nhìn được vợ mình: em vẫn còn đẹp như vậy, anh thấy anh không ổn rồi em ơi. Nghĩa là trong lòng á, trong lòng nó không niệm Phật thì bắt đầu là trong lòng lúc đó mà thấy vợ mình đang xúc động nhìn mình, hoặc là nắm tay, hoặc là vuốt ve mình, con thì bu xung quanh mình khóc lóc đó, tuy miệng nó không nói được nhưng con mắt thấy và lỗ tai vẫn nghe, thì lúc đó nghe vợ mà thương yêu mình mà lôi kéo bằng cái tình cảm ái ăn vậy đó, thì bắt đó trong lòng mình nói rằng là: em ơi, anh thấy không ổn rồi em ơi. Nghe là trong lòng nói: anh chưa muốn chết đâu em ơi. Thì lúc đó bị biết là dễ dùng, có nghĩa là tôi không muốn chết. Nhưng mà bây giờ cái cảnh duyên của nghiệp quả là vua Diêm Vương cho quỷ sứ đến là đến bắt, nhưng mà mình thì em ơi, nhưng mà bắt thì phải bắt đi rồi, quý vị thấy không? Không có nương tựa vào ai được, mà cái cảnh đi này là tự mình đi luôn. Tự mình phải chống chọi với cảnh u minh khổ đau là tự mình chống chọi. Còn cái việc cuộc đời mà tạo tiền bạc tình cảm đều là để lại hoàn toàn. Vợ bắt đầu là khi mình vừa mắt đi, vợ mình nắm tay mình: anh ơi, vì sao anh bỏ em? Anh đi rồi, em sống như thế nào đây anh? Nhưng mà khóc lóc dữ dằn như vậy, nhưng mà qua 49 ngày rồi một cái là bà trang điểm. Bà trang điểm liền. Nếu như mà chúng ta thật sự mà nói nha, đi đọa lạc mà còn đỡ khổ đau hơn là
làm cô hồn mà nhìn bả ra đi với thằng khác. Thật sự mà nói, nó làm cô hồn mà bên cạnh đó quý vị. Trời ơi, có những người cô hồn mà nửa đêm mà nó có nghĩa là người vợ này cũng mới tu đó, bắt đầu là nó vô giấc mộng sân si. Tại sao bà nói là bà chung thủy với tôi mà chưa qua 49 ngày mà bà đã đi với thằng khác rồi? Hay chưa, không đơn giản đâu đó quý vị à. Nó nên tôi nơi đó mà gọi là rõ ràng là hư tình giả ý không. Khóc thì khóc vô cùng, mà nhất người đàn bà mà chồng mà chết mà khóc càng nhiều chừng nào là mau quên chồng chừng đấy. Không biết có hay không. Thà như vậy. Em hiểu rồi. Cuộc đời chỉ có mấy chục năm thôi anh à. Anh hãy đi trước đi. Em sẽ ở lại nuôi con. Anh hãy nhẹ nhàng đi đi. Em sẽ niệm Phật đưa anh đi. Anh hãy đi đi. À, người đàn bà như vậy là nó cứng cỏi lắm, nó không có lấy thằng ông khác. Nhưng mà gặp mà không biết tu đó, có nghĩa là khóc lăn lộn bên cái quan tài, khi mà đưa đi chôn rồi lăn lộn. Nhưng mà do gì cái tâm nó quá yếu ớt rồi, nó quá khóc vậy đó quý vị. Không có, có gọi là không có người đàn ông nương tựa, nó khóc lóc, cảm thấy mình cô đơn đó quý vị. Như vậy thì người đàn bà này rất dễ bị công kích vì người đàn ông khác. Người đàn ông khác đến nói rằng: em à, chồng đã chết rồi, anh thấy em rất buồn, rất khổ, anh rất là tội nghiệp em. Em hãy dựa vào vai anh đi. Rồi có nghĩa là lúc đó mình cảm thấy mình cô đơn quá vậy, tự nhiên sao có cái đôi vai này để dựa thử là như thế nào. Rồi là xong luôn. Chứ sao, mày thấy không, nó không đơn giản, mà không phải ai cũng như vậy. Không phải ai cũng như vậy. Có nghĩa là chúng ta nói làm sao mà để mà cho mọi người chúng ta cảnh tỉnh, chứ không phải chúng ta nói con người nào cũng như vậy. Cũng có con người người ta rất chung thủy với chồng người ta, nhưng mà có những người không chung thủy thì nghe như vậy, hoặc có người khi gặp cảnh ngộ như vậy mà tỉnh được, đó là Phật Pháp. Chứ không phải là nói ai cũng là như vậy. Thí dụ như bây giờ quý vị chung thủy với chồng, quý vị không có chồng mà nghe gì đừng có nói rằng: tại sao thầy nói như vậy, con là người mà luôn luôn chung thủy với chồng con, khi chồng con mất bao nhiêu năm nay con có đi bước nữa đâu, thầy nói như vậy là chạm tới cái tâm con. Như vậy thì không phải cô nằm trong vị trí này. Tôi nói cái người mà sắp sửa đi vào vị trí này đó. Phật Pháp là nói cái người mà sắp sửa bị, còn cái người mà không bị là không dính, làm cho cái người kia người ta càng phấn chấn và càng tỉnh hơn. Thí dụ như bà có thể chịu được 10 năm, nhưng biết đâu 11 năm sau bị dính. Ai biết được, thấy không? Nhờ cái câu này mà nó cảnh tỉnh luôn, nó giữ cái tâm luôn. Nó thôi, một người đã khổ rồi, đừng nên tìm thêm người thứ hai. Nó cũng là như vậy thôi. Chứ không có lạ gì đâu. Vẫn là hai con mắt, một cái miệng, hai cái lỗ tai, một lỗ mũi, một cái đầu, một cái thân, và hai cái tay, hai cái chân. Ảnh ngày xưa cũng vậy, anh ngày nay mới gì cũng vậy mà thôi. Thôi được rồi anh, để cho em yên nhé. A-di-đà-phật. Thấy chưa? Nói vậy thế là, nên là chúng ta giữ được cái tâm mình là đặc biệt lắm, phải không? Có một cháu nhỏ đi cùng với mẹ đến chùa chúng ta. Như hôm qua nghe mấy chú kể lại, người mẹ dẫn cháu xuống dưới nhà bếp rồi mua cho cháu một cái máy màn hình mà của những đức á, mừng lắm. Xong mà đi lên chánh điện tu, ở bên dưới bị ai lấy mất tiêu cái máy màn hình. Xong rồi cháu nói với mẹ một câu gì: đi đến chùa mắc đồ hoài, thôi từ đây tới đừng có đi đến chùa này nữa mẹ. Nghĩa là cái câu nói của cháu rất là tự nhiên thôi. Đi đến chùa thấy được gì đâu mà cứ mắc đồ hoài, đi đến chùa làm chi? Chúng ta cảm thấy là tội nghiệp cho người lấy cái máy màn hình đó, chứ không phải là tội nghiệp cháu mắc đồ đâu. Cái góc độ tội nghiệp cái cháu bị mắc đồ là cái góc độ của thế gian pháp. Cái góc độ mà để tội nghiệp cái người mà lấy đồ mới là xuất thế gian pháp. Tại vì sao?
Vì giết một mạng người tội nhẹ hơn đoạn huệ mạng một người. Hiểu rồi đó. Lấy đồ người ta trong ngôi tam bảo là đoạn huệ mạng người ta đi chùa. Đoạn huệ mạng nặng lắm. Nên cái người mà đến ngôi tam bảo mà lấy đồ của người ta thì chúng ta phải hết sức tội nghiệp họ. Quý vị phải nhớ rằng trong kinh giáo Phật dạy, ăn cắp của tam bảo, của tam bảo là của những người đi đến chùa tu, là của tam bảo đó. Vì họ đã quy y Phật và đọc kinh là quy y Pháp, quý tăng là quy y tăng. Vậy thì họ quy Phật, quy Pháp, quy tăng. Lấy của người đi đến chùa là lấy của tam bảo. Trong kinh Phật dạy, lấy của trong ngôi tam bảo, tội này Phật khó cứu hơn tội ngũ nghịch trọng tội. Tội ngũ nghịch trọng tội mà trong kinh Phật dạy là đại tội, chỉ cần phạm một tội là đọa địa ngục vô gián không có ngày ra. Mà người này lấy của tam bảo Phật khó cứu hơn là phạm tội ngũ nghịch trọng tội. Vì cái của tam bảo là của tặng hư không khắp pháp giới. Nếu bằng cái tâm thánh thiện có được gọi là phước báo tặng hư không pháp giới. Còn nếu như lấy bằng một cái hình thức gì sai phạm thì là ăn cắp của tặng hư không pháp giới. Quý vị thấy phải trả hay sao? Thí dụ như nếu chúng ta lấy của một xã. Lấy của một xã là sao? Xã có trưởng xã. Nếu trưởng xã này gian lấy của một xã là của công của một xã, thì người này nhất định phải trả nợ cho một xã đó là bao nhiêu người. Một thôn thì có trưởng thôn. Trưởng thôn này lấy tiền của người dân bỏ vào quỹ mà lấy, như vậy thì phải trả nợ cho một thôn là bao nhiêu người chúng ta không biết. Huyện thì có trưởng huyện. Như vậy thì nếu người làm huyện trưởng này mà họ lấy tiền công trong cái người dân trong huyện họ, vậy thì họ phải trả nợ cho một huyện. Đây là của công mà. Còn tỉnh là trưởng tỉnh, nếu lấy tiền của công sai phạm là phải trả nợ cho một tỉnh. Nước là có chủ tịch nước, nếu chủ tịch nước lấy của công của nhân dân, như vậy thì phải trả nợ cho một nước. Nhưng của trong ngôi tam bảo không phải là một nước, mà là tặng hư không khắp pháp giới, cũng không phải là một quả địa cầu này, mà là mười phương chúng sanh. Mười là con số không có giới hạn, gọi là vô lượng thế giới chư Phật, gọi là Phật Pháp Tăng. Đáng sợ chưa? Nghe rồi quý vị rùng mình rợn óc. Nên trong giới kinh có một công đoạn, một vị này sa di trong chùa lấy một cái trái cây ăn không hỏi thường chủ. Như vậy mà đọa địa ngục đó, quý vị nói đùa. Nên từ nó đó không đơn giản. Của trong ngôi tam bảo mà quý vị được dùng là có phước lắm. Dùng là người ta cho dùng, trong ngôi tam bảo cho dùng. Còn của trong ngôi tam bảo người ta tặng quý vị là có phước lắm. Người trong nhà ăn cũng có phước. Vì sao? Vì được cái lọc trong ngôi tam bảo tặng. Không có đơn giản đâu đó quý vị à. Đây không phải là mê tín gì hết. Đây rất là rõ ràng. Quý vị suy nghĩ, chúng ta ngoài đời làm cực quá trời cực mới có được cuộc sống. Trong chùa người ta có làm gì đâu, người ta chỉ lo tu thôi. Và quý vị đi đến đây người ta phục vụ mình thôi. Như vậy mà chúng sanh khắp nơi đem về cúng dường cho người ta. Quý vị biết trong một dịp Tết này thôi, những đức là người ở chùa, những đức biết người mà đến đây cúng dường thì thôi, biết bao nhiêu người mà nói trong một dịp Tết. Những đức không có ra mặt, đều thường đứng trên lầu niệm Phật hoặc đi xuống đây hướng dẫn người niệm Phật thôi. Nhưng mà thấy xe đến thôi tấp nập, có khi đoàn xe đi mười mấy hay chục chiếc, 50 chỗ đến, thì người nào bước vào chùa cũng là cúng dường chút ít bỏ thùng tam bảo. Quý vị suy nghĩ, cứ để cái thùng vậy mà ta cúng đó, khỏi cần kêu người ta cũng cúng nữa. Thì quý vị biết cái phước trong Phật Pháp lớn cỡ nào. Thí dụ như bây giờ chúng ta nếu mà không có chùa chiền gì hết, vậy thì cái
Đồng tiền chúng ta tạo ra mà để muốn tu phước, quý vị không biết cái tu phước chỗ nào thù thắng bằng Tam Bảo chứ. Mà từ ngay ngôi Tam Bảo mà nó rộng lớn ra, và từ lấy cái danh nghĩa ngôi Tam Bảo để đi tu phước cho tất cả chúng sanh nghèo nàn khổ đau, cũng từ là tôi học Phật rồi tôi biết bố thí cúng dường, đi cúng dường chúng sanh là lấy danh nghĩa ngôi Tam Bảo mà đi cúng dường. Từ nơi đó gọi là ruộng phước điền phì nhiêu, vô cùng là thù thắng. Quý vị phải hiểu đó, người mà hướng dẫn mà không rõ ràng thì làm cho người ta rất sợ khi đi đến chùa ăn của Tam Bảo. Còn người mà hướng dẫn mà hiểu rồi thì tự nhiên làm cho người ta rất vui khi dùng miếng cơm trong ngôi Tam Bảo. Đây là phước. Nó ăn cơm trong ngôi Tam Bảo là phước đó, chứ không phải nói rằng là chúng ta vô trong chùa ăn sợ mang nợ. Có cái tâm mang nợ là nợ đó, còn nếu có cái tâm hoan hỷ là phước. Vì những người trong chùa người ta nấu cơm, nấu ăn cho mình chỉ cần ăn hoan hỷ thôi, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Đây gọi là có phước. Chỉ cần ăn mà hoan hỷ thì là có phước. Nên chúng ta mở tâm lượng ra, phải có tâm cảm ơn. Nên cháu nhỏ đó nói với mẹ rằng đi đến chùa bị lấy cái máy, thôi tại đây tớ đừng đi đến chùa nữa mẹ ơi. Con được nói gì? Nó, người ta lấy cái máy của con, những đức cho con cái máy khác. Con trả nợ cho người ta cái máy đó là nhiều đời nhiều kiếp con đã từng lấy. Nên mình làm cha làm mẹ phải dạy con vậy đó. Con được nói gì? Thầy giảng hoài có nhân có quả mà con, sao con nói vậy? Mắc cái máy này mẹ mua cái máy khác cho con. Con nít đó, mình phải cho con một tư tưởng gì đó. Rồi những đức mà biết được, những đức tặng hai cái cũng được nữa. Không có đoạn huệ mạng con người khác. Đó, nên các cháu đến chùa mình, cháu nào cũng có thiện căn dày đặc biệt lắm. Nhưng mà có khi đến cái thế gian này gọi là nhân sinh thù nghiệp, hiểu không? Đến thế gian này là để đòi nợ, báo thù rửa hận mới đến đây nè. Nếu không có nghiệp quả làm sao đến cõi ta bà. Phải hiểu cái điều này chứ. Hiểu được rồi thì tự nhiên trong tâm mình nó sẽ thoải mái lắm, không có nặng nề. Chúng ta sanh ra đời là một công dân lương thiện. Còn có nhiều con người đang ở thế gian này, họ đang làm điều bất thiện. Chúng ta ai mà không muốn làm điều thiện. Con người mà làm một công dân thiện thì chúng ta ngủ sẽ yên giấc. Một con người mà phạm pháp thì quý vị cảm giác rằng cái lương tâm của họ làm sao mà thoải mái được. Đã phạm pháp làm sao thoải mái. Nếu mà sống mỗi ngày mà cứ chập chờn sợ hãi, lo âu, vậy thì làm sao mà cuộc đời vui quý vị. Cuộc đời chúng ta vui nhất là bình yên. Bình yên là vô cùng hạnh phúc. Nhờ đây là chỗ rất quan trọng đó. Nên cái điều những đức chia sẻ quý vị phải nhớ, đã thiếu nợ thì phải vui trả. Người ta đã dứt nợ rồi thì mình tùy duyên, chứ đừng có nói rằng khổ quá tôi muốn chạy trốn. Không có chạy trốn được, chạy trốn cũng chạy không được. Nhưng nếu người ta quyết định dứt nợ rồi thì quý vị có miễn cưỡng cũng bằng không. Có nghĩa là phải dùng hai chữ tùy duyên. Tùy duyên tiêu nghiệp chướng, phan duyên chuốc tai ương. Lấy một người chồng ăn nhậu, chúng ta muốn bỏ ông chồng là phan duyên. Chuốc tai ương gì? Chuốc tai ương cái thằng sau còn dữ dằn hơn thằng trước. Đó là chuốc tai ương đó. Còn nếu tùy duyên thì vui trả một thằng, mai mốt biết đâu một là nó chuyển nghiệp, hai là dứt nợ thì xong. Đó, Phật pháp là như vậy đó. Vì thế tự nhiên trong tâm tư của mỗi một con người nó mát mẻ vô cùng, vì nó nhẹ quá. Sao nó nhẹ quá? Ví dụ giờ mình có chiếc máy nghe pháp, mình nghe, người ta lấy chiếc máy nghe pháp mình, người ta nghe. Mục tiêu là muốn truyền Phật pháp, mục tiêu là để nghe pháp. Vậy thì lấy chiếc máy nghe pháp để làm gì? Là nghe. Có khi người ta không có tiền mua chiếc máy nghe pháp, người ta thích, người ta lấy. Thì trong lòng của mình nói rằng thôi được rồi, trước ngôi Tam Bảo con xin cúng dường chiếc máy nghe pháp này cho cái người lỡ nhận chiếc máy nghe pháp của con nghe dùm con.
họ nghe cái máy nghe pháp của mình mà mình lại phát sinh trí tuệ. Nó rất là hay. Họ nghe chiếc máy nghe pháp của mình mà mình lại sinh trí tuệ. Phải nhớ đó. Nên sống trong thế giới biết ơn á, là đặc sắc đó quý vị à, đặc biệt lắm. Những đức đọc một cái lá thư mà nãy có một cô gỡ, đơn giản dễ hiểu nhưng mà có lời cảm ơn. Nhờ lá thư này mà những đức nhớ đến cái đầu năm học sống trong thế giới biết ơn. Và những đức đọc đoạn văn này cho quý vị nghe đó, bất chợt. Chứ đúng ra những đức muốn đọc mấy lời khai thị Quán Tổ. Đọc lá thơ này cho quý vị nghe, nó có cái chỗ cảm ơn hòa thượng mình hay của ngày cuối năm. Hôm nay là cộng tu chủ nhật cuối năm, con kính gửi lời cảm ơn đến hòa thượng viện chủ tổ đình hộ pháp. Khi con được biết cụ ông, cụ bà, cha mẹ của hòa thượng vất vả khổ cực khai quang đắc đai, và hòa thượng đã đổ những giọt mồ hôi và biết bao nhiêu công sức để xây dựng nên một tổ đình hộ pháp trang nghiêm tịnh độ, để ngày hôm nay Phật tử chúng con có một đạo tràng trang nghiêm tịnh độ, thoáng mát thanh tịnh học tập Phật pháp. Chúng con là thế hệ sau có được phước duyên thừa hưởng được công đức của ông bà để lại. Con thật xúc động và mang tâm biết ơn. Xin cho con kính gửi đến hòa thượng lời cảm ơn thành tâm và sâu sắc trong một năm 2019. Thầy những đức đã tổ chức cho Phật tử chúng con được lễ Phật Quán Thế Âm hai nơi 1000 lại, thật hoan hỷ và thù thắng. Lễ Phật A Di Đà cũng được hai nơi. Mỗi tuần chủ nhật chúng con được học tập Phật pháp, được nghe giáo dục thầy giảng rất hay và sâu sắc. Phật pháp là môn học trí tuệ, thầy giảng giữa đạo và đời, chúng con nghe rất dễ hiểu. Khuyên chúng con siêng năng lễ Phật, niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thầy rải rộng Phật pháp khắp nơi nơi, đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật đeo cổ, máy bấm niệm Phật, đèn bông sen niệm Phật. Và mỗi buổi sáng thầy giảng một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Mỗi tháng thầy tổ chức giảng pháp cho người mù một lần. Mỗi tuần thầy giảng việc lớn nhất đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mục tiêu lớn nhất của thầy là để cho người được nghe nhiều câu niệm Phật, tâm luôn nhớ Phật và siêng niệm Phật tu hành tinh tấn để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Con xin thay mặt Phật tử khắp nơi gửi lời cảm ơn thầy, và thầy cho con gửi lời cảm ơn các quý thầy, các chú giữ xe, các cụ sắp dép, các cô nấu cơm ở nhà ăn, các chú sắp chỗ, các chú quay phim, và cảm ơn toàn thể đại chúng ở tổ đình hộ pháp đã chung tay góp sức tạo điều kiện tốt nhất để Phật tử chúng con đến học tập Phật pháp. Để tỏ lòng biết ơn, con cố gắng tu sửa mình, ăn chay để nuôi tâm từ bi, sống hiếu thảo với cha mẹ và biết yêu thương người. Muốn được vãng sanh thì phải sống có đạo đức, hiền lành vui vẻ, và thường niệm A Di Đà Phật một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, con kính chúc hòa thượng được nhiều sức khỏe, sống thọ hơn 100 tuổi, và con kính chúc thầy những đức cùng các quý thầy và toàn thể đại chúng tổ đình hộ pháp luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe, tu hành tinh tấn để cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Những văn tự này là người ta nghe những đức nói chuyện nhiều, quý vị thấy những văn tự nó rất dễ hiểu mà nó không có trao chuốt đó, mà rất là đơn giản mà ai nghe qua cũng hiểu. Thật sự chúng ta ngồi đây chúng ta phải ghi nhận là cảm ơn trên là cha mẹ hòa thượng. Ông bà rất là cực, ngày xưa đây là rừng sát quý vị, ông bà khai quang đắc đai đây 50 mẫu. Bây giờ hiện tại còn 5 mẫu. Ở đây còn 5 mẫu. Và những đức đã nghe hòa thượng kể rằng là khi mà khai quang đất đai đó, thì chỗ nào mà gai nhiều là cha mẹ hòa thượng nói thôi, kêu hòa thượng đi qua bên cỏ bên chặt đi, để bên đây cho ông bà chặt cho.
Thì vị biết rằng là cực khổ mà khai quang được 50 mẫu, điều này không phải đơn giản. Và nơi đây ngày xưa là bùn lầy, trồng dừa, trồng lúa. Vậy mà hôm nay chúng ta ngồi trong một chánh điện, một ngôi dạ lam lớn trang nghiêm như vậy. Mà ngôi tổ đình Hộ Pháp cũng là một ngôi chùa rất là lớn, mà chính công sức trên là cha mẹ hòa thượng và kế đó là hòa thượng đã khai sơn chỗ này, xây lên ngôi dạ lam này mà chúng ta bây giờ được ngồi đây. Rõ ràng trong đoạn văn này cô này nói rằng là chúng ta là nhờ phước duyên của ông bà để lại. Từ nơi đó mà nhờ cái phước duyên này mình được ngồi trong ngôi dạ lam này và gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ, có người hướng dẫn Phật Pháp chuyên tu cho chính chúng ta. Nếu như chúng ta gặp được Phật Pháp mà chúng ta đi tứ tung và không có một phương pháp tu, vậy thì cả đời chúng ta là để luống qua không có kết quả, thiệt là uổng. Từ nơi đó mà chúng ta phải công nhận là phải biết ơn Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Hộ Pháp đã khai sơn và bây giờ chúng ta có được một ngôi nhà lam như vậy để mà tu hành. Và bây giờ chúng ta còn phát triển nữa, phát triển tịnh độ là bên Đại Tùng Lâm. Hòa Thượng mấy ngày trước Ngài nói một câu rằng chánh điện vạn Phật, từ lúc trước tới bây giờ rất nhiều người đến hướng dẫn Phật Pháp, rất nhiều. Nhưng điều là ban đầu đông nhưng về sau là vắng hết, và người đó cũng đi mất luôn. Bây giờ tiếp nói tự nhiên thì nhân viên ông lại đến là những đức ngay chánh điện vạn Phật để hướng dẫn người tu. Nếu như tiếp tục ông cũng là như vậy thì tùy duyên. Còn nếu như hướng dẫn người mà người đến tu điều điều của một tháng hai lần như vậy thì Phật bổ duyên ông đến đây đó. Những đức thì cũng không biết làm sao, nhưng chính những đức đến đều là nhân duyên. Thì những đức nói rằng đây là duyên, con cũng không cưỡng cầu, đi đến đâu cũng là một câu vật hiệu. Mấy bữa trước những đức nói một câu rằng chúng ta bên đây mỗi tuần chủ nhật học tập, việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Qua bên Đại Tùng Lâm một tháng hai lần, ngày 15 và ngày mùng 1 buổi chiều 3:30 Phật tử tập trung đầy đủ. 4 giờ chúng ta nói chuyện 1 tiếng thôi, bên đó nói chuyện 1 tiếng à. Xong chúng ta lễ Phật 1 tiếng, rồi phóng sanh, xong hết chương trình khoảng 6:30. Chương trình tu bên Đại Tùng Lâm là như vậy. Và chúng ta học đúng một đề tài không thay đổi, niệm Phật thắng hạnh. Có nghĩa là tất cả các hạnh, không hạnh nào thù thắng bằng niệm Phật. Nhiều đạo tràng dùng nhiều cách sám hối, bây giờ chúng ta đến đó học tập niệm Phật thắng hạnh. 4 câu này thu gom hết, thu gom hết luôn, và vô cùng dễ học vì mình chuyên tu. Đúng một đề tài học mãi luôn, niệm Phật thắng hạnh. Nếu là duyên ở chánh điện vạn Phật thì là 1 tháng 2 lần hướng dẫn người niệm Phật. Quý vị có thể hưởng ứng phong trào, tại vì ngày 15, ngày 11 cũng là những ngày mà nhiều người quan niệm đi chùa lễ Phật cầu sinh. Chúng ta nên dẫn những người đó đi đến chánh điện vạn Phật. Quý vị đi đến đây, 1 vạn pho tượng bằng vàng thiệt dán xung quanh, của trên tường vạn Phật, thì chúng ta dẫn những người đó đi đến đó quỳ trước Phật vàng thiệt cầu xin đi. Nghe Pháp 1 tiếng, nghe từ từ thấm hiểu thì biết được rằng việc cầu xin Phật là việc bên ngoài. Việc nghe Pháp để hiểu, để tu sửa chính mình mới là việc thật sự hữu cầu tắc ứng. Đây là chỗ thù thắng. Nên Phật tử về chùa mình tâm tư ai cũng từ từ rất là nhẹ, hiểu nhân quả lắm.
Quý vị thấy chúng ta chia sẻ Phật pháp rất khỏe, nhân duyên rất thù thắng. Nhưng Đức từng nói rằng tất cả việc gì cũng đều được sắp xếp sẵn hết, không phải nặng nề bận tâm việc chùa chiền gì hết. Chùa chiền đều là hòa thượng chúng ta lo sắp xếp xây hết, từ cái sắp xếp an trí vị trí hòa thượng sắp xếp luôn. Quý vị biết rằng những đức được một cái duyên chuyên thuyết pháp, tất cả những vị trí sắp xếp cảnh quan trong chùa toàn là hòa thượng đúng một tay ngài làm hết. Dù là tuổi già như vậy, hòa thượng vẫn ngồi ghế chỉ đạo buổi trưa nắng luôn. Hòa thượng nói ông khỏi cần dính tay vào. Quý vị thấy vô cùng thù thắng không? Ông khỏi cần phải dính tay vào việc này, ông lo hướng dẫn người tu đi, việc này để cho tôi. Nhà bên kia là một khu nhà là cắt khó nhất. Hòa thượng nói tôi xây hơn 40 khu nhà của 4 ngôi chùa, Tại Tùng Lâm là nhiều nhất. Chưa có khu nhà nào khó xây bằng khu nhà cuối cùng ngay tổ đình hộ pháp. Khu nhà bên kia đang xây đó, ngày xưa chỗ đó là cái hầm, toàn bộ là dừa cây liện xuống hầm đó. Bây giờ đến lúc xây nhà thì moi lên thì toàn bộ cái dừa cây nó vẫn còn y nguyên, ở đó cho thành cái hầm mà đất của nó loãng hoàn toàn hết. Nên quý vị biết rằng đó, khi mà khai móng cắt căn nhà bên đó đó, đào lên thì nó sập xuống, đào lên thì nó sập xuống cái dãy nhà đó đó. Cuối cùng quý vị biết sao không? Hòa thượng moi cái hầm luôn, moi thành một cái hầm luôn và đổ bê tông ở dưới đó kín hầm luôn, rồi làm một cái nền hầm bê tông cắt nhà đó luôn đó. Hòa thượng nói rằng là căn nhà tôi cắt khó nhất ngay tổ đình hậu pháp là căn nhà bên kia. Tháng 2 thì chúng ta đến cộng tu có một dãy nhà bên đây giờ bên đó lại, ở dưới là các cụ yếu ở, trong đó có nhà vệ sinh, sắp xếp lại an trí vị trí là hết. Khu bên đây thì các cô trẻ đưa qua đó hết. Quý vị có nguyên một cái dãy nhà lầu ở trên là chúng ta được cộng tu ở phòng ốc mát mẻ, vị trí cộng tu. Vị trí cộng tu nhà Đức sắp xếp ra rõ ràng hết, các cụ già yếu vị trí nào rõ ràng hết. Khoảng tháng 3 quang năm là chùa chúng ta những đức đưa lên khu nào ra khu nấy hết, không có còn chuyển vị trí ở nữa. Là tháng 3 đó những đức sắp xếp là tất cả vị trí nhà xung quanh chùa mình là đều ra khu hết. Khu cộng tu ra khu cộng tu, khu các cụ khu nào ra khu nấy. Không có nói cái chuyện là ở đây tôi cần đổi chỗ kia, không có. Vô khu hết luôn. Và những đức mục tiêu là hướng dẫn bên Đại Tùng Lâm để phát triển đạo tràng niệm Phật Đại Tùng Lâm. Và cũng chính chúng ta hướng dẫn bên kia những đức niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho tất cả mọi người phải nhớ rằng niệm A Di Đà Phật cũng được, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, tùy duyên nào chúng ta niệm theo duyên này, khỏi cần chấp. Cuộc đời những đức sau này cũng không ai nói được những đức, đâu phải nói A Di Đà Phật không, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật luôn, có phương pháp tu luôn. Phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lễ Phật y rang A Di Đà Phật luôn, đúng một nhịp, đúng là Phật sắp xếp. Phật sắp xếp mình tự nhiên mình lễ cái điệu Nam Mô A Di Đà Phật, cái nhịp cũng y rang là lễ A Di Đà Phật luôn. Người mà lễ A Di Đà Phật đi lễ Nam Mô A Di Đà Phật không thấy khác chút nào hết. Vì thấy đây là rõ ràng Phật sắp xếp. Đó, những đức hướng dẫn bên đó để giới thiệu đạo tràng niệm Phật Đại Tùng Lâm. Và nếu đủ duyên hộ pháp cho nhiều người đến đó, những người trẻ, những đức sẽ sắp xếp một nội bộ ở đạo tràng niệm Phật á. Tại vì ở đây nó có nội bộ sẵn rồi, ổn định rồi, giữ. Bên kia là một nội bộ mới, vị trí này sẽ giữ ổn định, vị trí bên kia sẽ phát triển. Về sau vị trí này sẽ rất giữ ổn định. Trong lòng những đức muốn giữ cái nơi này thiết là ổn định, bên kia muốn phát triển như thế nào cũng được. Đó, hướng dẫn người tục. Từ nơi đó quý vị biết rằng là nếu là duyên đủ thì mình chăng thật là. Nên phải nhớ rằng người niệm Phật giảng sanh của chúng ta đủ duyên thì hết tâm hết ý mà làm, hết duyên thì toàn bộ là buông xuống. Nhớ.
đủ duyên, có chùa cao Phật lớn thì hành đạo cho người ở tu hành. Còn không đủ duyên, dù chùa cao Phật lớn cũng buông luôn. Còn đủ duyên ở trong chùa cao Phật lớn thì chân thật hành đạo. Nhưng buông xuống là buông cái gì? Nội tâm đã buông xuống chùa cao Phật lớn, hình tướng thì quét chùa đàng hoàng. Câu này cũng áp dụng hết toàn bộ Phật tử luôn. Nhà ta có căn biệt thự to, không phải nói niệm Phật buông xả căn biệt thự, không phải, mà phải quét căn biệt thự cho sạch sẽ, để cho nhiều người học theo. Quét căn biệt thự sạch sẽ. Khi cuộc đời chúng ta xong rồi thì căn biệt thự để cho người khác ở. Ai ở kệ họ, ai có phước thì ở. Còn ta xong rồi, trách nhiệm đã xong rồi, đi. Nên gọi là buông từ đâu? Từ tâm mà buông. Chứ không phải nói rằng nghe buông xả, bán căn biệt thự, cuối cùng đi ở đâu. Phải hiểu, chỗ buông xả là từ tâm. Còn nếu như chúng ta không đủ duyên, cảnh buông luôn. Tại vì không đủ duyên mà giữ như chí. Thí dụ như bây giờ Nhân Đức được duyên ở trong chùa này, nếu bây giờ mai mốt có sự tranh giành mà Nhân Đức thấy cái tình thế không đủ duyên thì nhất định phải buông. Thờ thế tạo anh hùng. Đức Khổng Lão Vô Tử là anh hùng đó. Ngài đi chu du liệt quốc để gọi là cho chúng sanh đời sau nhận thức, đi tìm một minh quân để mà Ngài đem đạo đi truyền. Vậy đó mà anh hùng muốn tạo thờ thế tạo không được. Cuối cùng 60 mấy tuổi phải trở về quê dạy học. Khi mắt thì rõ ràng Ngài là anh hùng thật, là nhờ ngay chỗ nào? Lấy giáo dục làm chính. Nếu như Khổng Lão Phu Tử mà Ngài đi làm quan làm vua, Ngài không được nổi tiếng như Ngài đi giáo dục đâu. Ngài làm quan làm vua giỏi lắm, làm một ông vua thiệt là tốt, làm một ông quan thiệt là thanh quan. Thì người đời sau giỏi lắm là cắt một hai cái miếu thờ Ngài, một miếu ở vị trí đó để thờ, là làm quan làm vua quá tốt. Còn lâu lâu tưởng nhớ một chút. Nhưng Đức Khổng Lão Phu Tử đi làm nghề giáo dục thì khắp nên cắt miếu cho Ngài. Đây là chỗ đặc sắc của phước báo giáo dục. Nên rõ ràng thờ thế tạo anh hùng. Anh hùng có giỏi nhưng không đủ thờ cũng không tạo ra được. Phải nhớ rõ ràng như vậy. Thì bây giờ quý vị phải nhìn được cái thờ thế. Thờ thế mà đủ thì chân thật mà làm, thờ thế mà hết thì tự rút lui. Vậy thì cuộc đời vô cùng tự tại. Còn nếu như đã có được bề thế mà muốn nắm giữ bề thế, phải đi cấm gốc nhiều chỗ để mà giữ bề thế của mình. Đi cấm gốc nhiều nơi thì chúng ta đang lôi cái gốc của một cái cây để cấm nhiều chỗ, thì tức khắc cái gốc cái sẽ yếu đi. Gốc cái mà gãy ngang thì gốc con cũng bỏ mạng. Từ nơi đó chỗ quan trọng nhất của chúng ta là gì? Cấm gốc một nơi cho thật sâu. Mà muốn cái gốc này sâu là phải làm cái gì? Phải thường niệm Phật. Đây là gốc sâu nhất, niệm Phật. Hiểu được thế gian này không tồn tại, không có cái gì tồn tại hết. Vậy thì cuộc đời chúng ta muốn biết ơn là biết rằng cuộc đời này không có gì tồn tại. Cái mà chúng ta muốn tồn tại nhất là cái gì? Cái thân này nè. Vì sao? Cái thân này mà mất rồi thì còn cái gì tồn tại? Cái hưởng thụ chúng ta cảm thọ được là cái gì? Là thân. Thân mới cảm thọ. Chúng ta nói là tâm, nhưng thật sự là thân. Ăn biết ngon, ngủ biết ngon, bản đồ đẹp biết thích đẹp, trang điểm thích thích thú, có nghĩa là cảm thọ từ thân. Mà quý vị bây giờ suy nghĩ rằng cái thân này nó sẽ bỏ mình bất tử lúc nào, như vậy thì còn gì là cái cảm thọ? Vì sao? Vì không có thân. Gọi là cuộc sống mong manh như ánh chớp, nay sống mai chết bất thường. Như vậy thì thân còn bỏ mình bất chợt. Như vậy có cái gì ở thế gian này là thật? Không có tình cảm gì thật. Vì sao? Vì thân đã mất. Thân đã mất thì linh tánh này đi theo nghiệp quả mà thay hình đổi xác. Như vậy thì chúng ta không còn biết nhau nữa. Như vậy thì chúng ta tiếp tục trong vòng luân hồi. Như vậy cái việc mà chúng ta nói thật nó không có, đã là không có thật. Như vậy thì chúng ta nên sống một ngày biết ơn một ngày là đúng. Vì biết ơn là niềm vui, biết ơn là hạnh phúc,
không biết ơn là buồn khổ lo âu. Nên chúng ta phải biết nó không thật, nó không thật, không có gì thật hết. Hôm nay chúng ta có trong tay mình, ngày mai nó vào tay người khác. Quý vị coi, một đồng tiền bữa nay trong tay mình, biết đâu nó chạy một vòng nó sẽ vào tay mình lại đó. Nếu chúng ta nói mày phải ở trong tay tao, như vậy thì quý vị không xài tiền sao? Đó. Từ nơi đó ở thế gian này là luân khuyên, không có cái gì là cố định hết, không thật. Nên tất cả cái quý vô lượng thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết. Câu này cảnh giới của mình cũng không biết, nhưng nghe Hòa Thượng giảng nói lại, chỗ thù thắng nhất của cái vô lượng là vô lượng thọ. Mà vô lượng thọ là ở đâu? Thế giới Cực Lạc. Vô lượng thọ là ai? A Di Đà Phật là vô lượng thọ. Nên chúng ta là người có góc độ sâu, có trí tuệ, nên chọn vô lượng thọ mà đến. Còn ở thế gian này là không có vô lượng thọ. Dù chúng ta có làm được việc lớn lao gì cũng là hữu lượng vô cùng. Ở thế giới Cực Lạc mới là vô lượng thọ. Vì sao chúng ta không chọn về thế giới Cực Lạc? Nếu người có trí tuệ thì thật sự là chọn thế giới Cực Lạc. Ở thế giới Cực Lạc mới làm được việc lớn, làm được đời đời kiếp kiếp việc lớn là có vô lượng thọ mới làm được. Và cảm thọ hưởng thọ là có vô lượng thọ của thăng mới hưởng được. Còn nếu thăng này mất đi không có hưởng cái gì được hết. Chúng ta coi giữa vợ chồng đến với nhau tuổi trẻ và lấy quay tuổi già, sự hưởng thụ được bao nhiêu thời gian, chúng ta lại chán đi ông chồng, chán đi bà vợ, chúng ta đi tìm thứ khác, dài ba ngày sau càng mau chán. Sự hưởng thọ của cái ban đầu khi còn trẻ thì có thời gian dài một chút, nhưng sự hưởng thọ của khi chán một người chồng, một người vợ thì tiếp nối người mới thì thời gian còn rút ngắn hơn vô cùng. Vì sao? Vì nó đã trải qua rồi. Vì nó đã trải qua rồi, nhưng do cái tâm của mình nó không biết đủ. Nó không biết đủ, nó cho rằng là cái khác coi nó có lạ hay không. Nhưng thật sự nó không có lạ gì hết. Nó là một nguyên lý, nó tiếp tục vẫn là như vậy. Như vậy nên chúng ta thấy cuối cùng mày cũng có được gì đâu, cũng không được gì. Mà mày thấy nó cũng không có gì lạ cả, mà có khi còn tệ hơn cái lúc trước nữa. Không có một cái cảm giác gì ăn tình hết. Nên chán nữa thì thấy cái bộ gió kia cũng được, không biết nó có lạ gì hay không, cũng tiếp tục là bị nó dụ. Tiếp tục là bị nó dụ rồi đi đến rồi tiếp tục là như vậy. Như vậy rồi thì cũng có cảm giác rằng ồ có gì đâu, thằng này còn chán hơn nữa. Vì sao? Vì không có tình cảm. Mà thiệt là bợp chợp, từ nơi đó thiệt là mau chán. Quý vị thấy rằng vẫn là không bằng người cũ. Người cũ vừa có tình cảm, sự ăn ái có tình cảm, từ nơi đó cũ vẫn là đặc biệt hơn. Mời. Biết đủ thì thường vui. Nên cuộc sống chúng ta bây giờ là do gì không biết đủ. Làm sao mà biết đủ được? Bây giờ người ta có suy nghĩ làm sao mà sản phẩm mới xuất hiện không à? Từ là điện thoại, từ là máy lạnh, từ là tivi, từ là xe cộ, bất cứ một vật chất gì, con người ta phải động não làm sao để thu hút, để mà lấy tiền. Quý vị suy nghĩ người ta phải tìm mọi cách để làm sao phát huy. Mà bây giờ nó lè trước mắt mình hết, nó bao nhiêu cái quảng cáo đặc biệt quá, thì tự nhiên nó làm cho mình chao đảo hết chứ. Mà đó là vật chất thay đổi thì lòng người cũng thay đổi. Thời xưa người ta ít thay chồng đổi vợ, vì sao? Vì cái việc vật chất nó không cao. Vật chất không cao nên cái sống và để hưởng một cái vật chất nó có thời gian. Quý vị biết một món đồ ngày xưa có thể người ta xài mấy chục năm, nhưng một món đồ bây giờ thì thời gian tuổi thọ rất ngắn. Phải hiểu, đã tuổi thọ đối với thời gian rất ngắn, như vậy thì tuổi thọ đến với con người cũng rất là ngắn, sẽ rút ngắn hoàn toàn thời gian. Nên con người bây giờ trẻ tuổi ly dị rất nhiều. Vì sao? Vì chính cái vật chất đã thay đổi con người. Nên con người tu mình mà có thể giữ được cái tâm mình mà không bị vật chất lôi kéo, như vậy thì đặc sắc quá, vô cùng là đặc sắc. Chỉ có đúng một chỗ chúng ta làm được là vì sao? Vì chúng ta biết được thế giới Cực Lạc là tốt, vĩnh cửu nhất là gì? Tuổi thọ vô lượng. Còn ở đây là hữu lượng. Hữu lượng thì có nắm bắt suy nghĩ cỡ nào cũng sẽ mất đi. Vì sao? Vì chúng ta sẽ bỏ thân. Đã là bỏ thân thì để là tất cả. Nên chúng ta có góc độ sâu là thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc mới là chúng ta nắm giữ được. Không cần nắm giữ cũng có. Vì sao? Muốn gì được nay đặc biệt hơn nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta có suy nghĩ mọi cách có được là từ phước.
Mà làm tội thì tạo nghiệp, có phước thì nhất định có. Có rồi nhưng mà một ngày nào thọ mạng đến phải chết. Chết rồi xong tất cả của cải này để lại hết. Nên chúng ta không có cái gì cầm theo được hết. Nên chỗ quan trọng của chúng ta là chọn ở đâu? Thế giới cực lạc. Quá đặc biệt. Học tập mới thấy nó đặc biệt. Ngộ thai. Những đứa cũng không suy nghĩ rằng ngồi nói như vậy. Mà ngồi lên ngay chỗ này thì tự nhiên là nói như vậy. Mà chính mình cũng phải học. Chính mình cũng phải học chứ không phải là những câu này mình sáng tác ra nữa. Nếu là sáng tác ra, làm sao quý vị nói nhanh được gì? Mà đọc thuộc, thời gian đâu đọc thuộc. Không có đọc một cái gì luôn. Ở bên bển hồi sáng tới giờ, khi tu xong là đi giặt hai bộ đồ, rồi đi tắm, đi cạo đầu. Mất thời gian 40 phút là nhanh nhất rồi đó. Giặt mấy bộ đồ cạo đầu nó, rồi đi phơ đồ, rồi xong đi bấm số niệm Phật, rồi tới giờ qua đây nói chuyện. Chỉ có vậy thôi. Quý vị biết rằng có nhiều người ta, nếu mà thí dụ như bây giờ cái vai trò những đích đi, bây giờ là giặt đồ là có người giặt hết á, y áo người giặt ủi hết luôn, cái gì cũng có người làm hết. Giảng pháp là dữ lắm rồi, nhưng nếu như mà không làm chỗ đó thì giảng pháp không có hương vị của nhân sinh. Vì sao? Vì mỗi ngày nó cứ vùi mài kinh sử mà không hành trì. Giống như học bao nhiêu văn tự nhưng không hành. Một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành. Quý vị có thực hành thì mới phát triển lý thuyết. Lý thuyết mà sống động là do thực hành. Thực hành rồi lý thuyết mới sống động. Còn nếu như mà lý thuyết mà không thực hành như vậy thì tất cả văn tự học là văn tự chết của bao nhiêu năm về trước, hoặc là văn tự của người khác chứ không phải của mình. Còn nếu như quý vị có thực hành thì tất cả những văn tự quý vị nói nó sẽ sống động vô cùng. Sống động là như thế nào là sống động? Sống động là vào tất cả mỗi một con người ai cũng nghe được. Giống như nước, vào ly nước sẽ là ly nước, vào chai nước sẽ là chai nước, vào trong hầm nước sẽ là hầm nước, vào sông sẽ là sông nước, vào biển sẽ là biển nước. Nước là chỗ thanh tịnh, nên vào chỗ nào thì ra chỗ này, gọi là tỳ văn nhập quán. Phải nhớ. Từ nơi đó mà quý vị biết rằng Phật pháp càng học thì càng thích. Mà thích ngay cái chỗ là A Di Đà Phật nè. Cái chỗ này nó đặc biệt lắm. Tại vì người ta không chịu làm. Mà người ta làm một thời gian, người ta nói sao nó đơn giản quá. Có rất là nhiều người gặp những đức hỏi rằng: thầy ơi, bây giờ gia đình con có người mắc phải, con nghe nói phải tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh này tụng kinh kia thêm được không thầy? Những đức nói tốt, nhưng vẫn không tốt bằng niệm Phật. Nói đây nói có sách mách có chứng. Ấn Tổ nói đó, Tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông là bậc trí tuệ nói đó, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói đó. Hòa Thượng Tịnh Không này nói: vì sao tôi viết ra cái quyển sách sám hối? Vì tôi thấy có nhiều người thích sám hối, tôi viết cái quyển sám hối đó cho bậc sơ học để đọc sám hối, để cảm hóa lòng người. Còn cái chỗ thù thắng nhất là gì? Niệm Phật. Chịu tin rồi thì chiếc máy bấm số này là số 1. Quý vị thử một năm đi. Nhận đức đi tu 10 năm, một năm bấm số niệm Phật. Đây, bây giờ cuối năm này là một năm bấm số niệm Phật. Từ đầu năm mà tới bây giờ là một năm, đúng một năm. Nhận đức thấy kết quả vô cùng. Kết quả vô cùng, tâm diệu vô cùng. Và đối duyên đối cảnh thì nhẹ nhàng vô cùng. Quý vị biết rằng dưới cái tuổi trẻ những đức ấy, bây giờ những đức cũng có danh chứ, điều kiện những đức cũng không thua người khác. Chùa chiền cũng là ở ngôi chùa lớn. Người mà đụng tới những đức, nếu mà những đức mà tâm không dịu, không có tâm giải thoát, những đức cũng sực lại á. Những đức không chạy người khác đâu cho quý vị biết á. Ồ, nó rõ ra dưới cái thế lực cũng lớn, cũng mạnh á, không giỡn á. Vậy đó mà những đức á, rất là thoải mái chỗ này. Những đức thấy rằng vì mình muốn giảng sanh, những việc này không cần thiết, buông xuống. Là nó nhờ một năm chờ siêng năng bấm chiếc máy niệm Phật này nè. Bây giờ là một ngày thì những đức đưa lên gì thôi. Còn quý vị thì cứ tùy duyên vào cái nhân duyên của mình thôi. 5.000, 2.000, 10.000, 7.000, 20.000 gì tùy quý vị. Nhưng mà quý vị coi vào cái thời gian của chính mình và giữ mức như vậy cho ổn định. Những đức đưa lên 20.000, những đức siêng mà bấm. Cả ngày những đức cứ bấm vậy đó. Những đức thấy rằng trong một năm nay là cái kết quả vô cùng. Nếu như một năm nay những đức không bấm số niệm Phật, siêng năng niệm Phật này đó nghe, tiếp tục là luống qua là năm thứ 10.
10 năm đi tu. Đi tu tịnh độ, tu hướng dẫn người hướng, nhưng mà không dịu tâm. Không dịu tâm. Dịu tâm là gì? Dịu tâm là còn sân si không thầy? Còn. Nhưng mà sân si vừa nổi lên tức khắc tâm dịu liền. Quý vị nhớ, khi mà niệm Phật tâm dịu thì khi sân si nó dập tắt rất là nhanh. Vừa khởi điều xấu thì cái chỗ dịu tâm nó dập tắt rất là mau. Mà cái cách dịu tâm đặc biệt nhất là niệm Phật. Chỉ có đúng một câu Phật hiệu này phải siêng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật tùy duyên, mỗi người niệm sao quen thì niệm như vậy. Nhưng quý vị phải nhớ cứ siêng mà niệm. Niệm nhiều đi rồi sẽ có lợi ích. Ăn tổ và chư tổ sư nói rằng từ thô đến tế diệu phải niệm cho nhiều. Thô là từ sơ học niệm Phật, niệm cho nhiều. Và niệm lâu tự nhiên tế diệu tâm thì đặc biệt lắm. Một năm chờ thấy có kết quả. Cứ như vậy cố gắng giữ phương pháp này mà tu cả đời của mình. Nên những người mà biết Phật pháp mười mấy hai chục năm, quý vị tu không tiến, quý vị tu không tiến thử. Thờ khóa nếu ai đủ duyên, mỗi buổi sáng tu xong một thờ niệm địa chung lễ Phật xong, quý vị nghe thử 45 phút một câu Phật niệm đến cùng. Một ngày chỉ có một buổi như vậy thôi, chuyên nhất một người luôn. Rồi xong, quý vị một ngày quý vị đưa lên số lượng, quý vị cứ bấm niệm Phật đi. Quý vị thử bỏ ra một năm. Với thời gian mười mấy năm tu không tiến, quý vị thử bỏ một năm thử đi. Hoàn toàn tất cả cái nghe khác đều buông xuống đi. Thử chiên một người, rồi một năm nay niệm Phật mỗi ngày, nghe một câu ai Phật niệm đến cùng này, một năm quý vị sẽ thấy kết quả của nó. Vì sao? Vì những đức toàn bộ là tích lọc văn tự của chư tổ sư để học. Mà khi những đức học thì vạch rõ luôn, vạch rõ ra hết. Và người mà chịu nghe và có lòng tin thì tức khắc tâm dịu liền. Nhiều người gặp những đức mà không phải những người mới tu đâu, mười mấy hai chục năm. Đây là nói thật lòng nè, mười mấy hai chục năm. Chính những đức vì sao có thể đi vào tịnh độ này, hơi đi vào được một chút là ở một nơi, là ở một nơi. Và quý vị biết rằng là 400 người trong chùa đã luyện cho những đức. Không đơn giản đâu quý vị à, không đơn giản chút nào hết. Bao nhiêu là cái phương tiện trong 400 con người này. Những đức xin thưa quý vị, 50-60 cô trẻ thôi thì quý vị sẽ biết cái phương tiện cỡ nào. Những đức xin thưa với các ông nè, các ông chỉ có một cô vợ thôi đó, mà cái phương tiện của các ông dành cho một cô vợ còn chưa xong đó. Mấy ông nghĩ 50 cô sẽ như thế nào? Mà mấy cô nữ mấy cô biết rồi, cái tâm mấy cô làm sao? Mấy cô chỉ cần không khéo thương người này nó sẽ tranh cạnh. Nó chỉ cần nhìn ra được đứa nào gần gũi với mình mà mình dính mắt là đứa đó chết chắc. Tu là tu nhưng không đơn giản đâu quý vị. Nếu quý vị mà không khéo điều tiết sống là nó tanh bành lên hết trơn. Không có đơn giản. Vậy mà trong đây mấy trăm ba đàn bà. Đơn giản không? Vậy mà những đứa còn lên ký chút đỉnh nữa chứ. Mà đây là cái việc mà những đức làm xác thực, chứ không phải là chỉ có chỉ đạo mà mình không gần gũi. Đây là chỗ xác thực hoàn toàn, sắp xếp hết luôn và làm luôn đó quý vị, làm việc luôn á. Việc gì là bước ra xử lý luôn, chứ không có nói cái chuyện mà điều người làm của mình thì đứng chỉ đạo, không có. Tại vì sao? Nếu mà những đức chỉ đạo, những đức không có kinh nghiệm mà cũng khó phát tâm, không phát tâm được. Quý vị biết rằng là những đức mỗi ngày gần với các cụ già, những đức mới có cái cảm giác của người già khổ chứ. Và những đức từng nói rằng cảm giác đó chính mình về sau cũng sẽ chịu, vì mình cũng sẽ già. Nên bây giờ nên gần người già đi để có kinh nghiệm về tuổi già cuộc đời của mình. Kinh nghiệm về tuổi già cuộc đời của mình. Gần với người lẳng là điều lý thú nhất. Quý vị biết rằng đây, thường gần với người lẳng chơi với người lẳng. Vì sao? Vì bà lẳng rồi, nên lời nói của mình nói bà không có dụng ý nữa. Còn người thông minh cùng với người thông minh rất dễ phiền não. Vì thông minh là thường có ý nghĩ, không biết nó nói câu này có ý gì hay không. Đó. Thí dụ như Tào Tháo rất là khổ, ngủ thường để gươm bên cạnh, nghe chuột chạy ngang rút gươm chém chuột. Quý vị suy nghĩ vì sao? Vì rất sợ người giết mình. Còn nếu quý vị chơi với người lẳng thì rất thoải mái. Người lẳng nói chuyện rất là tự nhiên, rất là tự nhiên. Đó. Nên những đức ngồi với người lẳng, những đức nói
Nếu mày không cố gắng tu, mày cũng sẽ bị lặng. Vì sao? Vì lúc còn khỏe toàn bộ là xài những cái tinh hoa hết rồi. Đã xài tinh hoa hết rồi, như vậy thì khi đến tuổi già thì cạn kiệt tinh hoa. Tinh hoa mà cạn kiệt thì phát triển là cái gì? Lũ lặng. Con người chúng ta mà có thể tích tụ được tinh hoa như vậy thì vô cùng sáng suốt. Người thở xưa thân thể yếu nhưng trí rất sáng. Vì sao? Vì tích tụ được tinh hoa. Còn bây giờ chúng ta đều xài sạch, như vậy thì tới tuổi già là lũ lặng. Tất cả những gì muốn chơi đều chơi hết, đều vui vẻ, hưởng thụ hết. Nên người xưa mới nói câu là tuổi trẻ hưởng thụ, tuổi già khổ đau. Tuổi trẻ mà không chịu dành tình cảm cho người khác chân thật như vậy thì tuổi già cô đơn. Rất là rõ ràng. Từ nơi đó chúng ta không khéo sử dụng, nên đến khi tuổi già còn một cái xác không hồn, thiệt là tội nghiệp. Nếu chúng ta đi vào con đường đó thì chúng ta sẽ như thế nào? Cả một đời thành tựu cái gì, rồi cuối cùng chúng ta được cái gì? Mấy bà cụ bị lặng. Mấy bà cụ bị lặng. Quý vị biết rằng đang ngồi vậy đó, nhủi đầu xuống ịt, cái tay nằm, làm sao mà cái mình nằm lên cái tay, rồi cái đầu ủi xuống, thở không nổi, rồi nằm đó cứ khịch. Có người đến đỡ lên hỏi: ủa sao bà nhủi đầu xuống mà bà không chịu ngồi dậy? Ngồi dậy chi? Bó tay bà luôn. Bà nhủi đầu xuống mà không chịu ngồi dậy. Ngồi dậy làm chi? Nhưng mà phải có người đỡ lên, thấy không? Đúng là cái cuộc sống nó ngộ ghê á. Chứ không có ai để mà vậy mà cho chết chứ. Tức khắc nhủi đầu xuống thở không được, khịch. Có nghĩa là thở không nổi mà vậy mà không chịu ngồi dậy. Người ta phải đỡ lên, hỏi: ủa sao, sao bà không ngồi vậy mà bà thở không nổi, sao không ngồi vậy? Ngồi vậy chê. Thấy không? Thấy cuộc đời chưa? Nó vậy đó mà quý vị quay lại cái tuổi trẻ. Tuổi trẻ cũng dữ dằn lắm á. Mấy căn nhà thành phố, sanh mấy đứa con, rồi con cái lấy nhà hết, rồi bây giờ lãng hoàn toàn. Rồi bây giờ vậy đó. Ngày xưa cũng quanh quanh liệt liệt á. Quý vị nghĩ đi, 3-4 căn nhà thành phố đâu đơn giản. Quý vị thấy không? À, từ nơi đó mà nghe những chỗ này tùy duyên. Nói thật lòng đó. À, nên Ấn Tổ ngày nhắc một câu nè: thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng tránh khỏi luân hồi. Đó. Bạn có 3-4 căn nhà bạn cũng thông minh lắm á. Không mới có 3-4 căn nhà đó. Chứ người này mà không có phước ngốc nghếch làm sao có được 3-4 căn nhà, mà mặt tiền thành phố nữa. Cũng là quanh quanh liệt liệt. Nên Ấn Tổ nhắc nhở rằng là thông minh chẳng cự nổi nghiệp. Bạn không chịu tu phước, bạn không chịu niệm Phật, bạn thông minh tạo được của cải vật chất, thông minh không cự nổi nghiệp. Bạn thông minh nhưng của cải cuối cùng bị lấy hết, rồi nghiệp quả đổ ra. Bạn thông minh không cự được nghiệp, không cự được nghiệp thì lặng. Không cự được nghiệp thì lặng. Phú quý chẳng tránh khỏi luân hồi. Bạn không chịu niệm Phật, bạn có phú quý bằng ông vua đi chăng nữa, bạn chết xong bạn cũng đi đọa lạc. Thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng tránh khỏi luân hồi. Từ nơi đó chỗ đặc sắc nhất của chúng ta là gì? Biết niệm Phật. Quá đặc biệt. Rồi Ấn Tổ nhắc nhở thêm nè: sanh tử xảy đến không có gì để nương dựa cả, chỉ có mỗi A-di-đà Phật là nương nhờ được thôi. Tiếc người đời quá ít ai biết, kẻ biết đến tin chân thật và thật sự niệm Phật lại càng ít hơn nữa. Ấn Tổ dạy đó. Văn tự của Ấn Tổ dạy. Mái chèo Lâm Chung trích lục từ Đại sư Ấn Quang Gia Ngôn Lục nè. Rõ ràng thấy không? Ấn Tổ dạy tinh hoa đó. Từ nào đó quý vị biết rằng sanh tử xảy đến không có gì nương tựa được hết, chỉ có A-di-đà Phật thôi. Nhưng mà cái người tin chân thật thì rất là ít. Nghe gì đó, nhưng mà nghe người khác nói gì cái này kia là đến hỏi: thầy,
con gia đình có hậu sự gì vậy đó, con phải đọc thêm cái đó vậy đó được không thầy? Mỗi tuần đi đến đây nghe, ngồi ở dưới là vỗ tay. Vậy đó, vậy đó mà khi đụng chuyện cái là thầy ơi niệm một câu A Di Đà Phật đủ không thầy? Sao con nghe người nói là phải đọc thêm cái này cái kia làm sao thầy? Chúng ta không lẽ bây giờ mình không trả lời thì mình là không có biết cảm ơn đúng không? Họ cũng luyện mình sức đỉnh đó quý vị. Cũng cố gắng ngồi phân tách như thế này, thế này, thế này. Tụng kinh này cũng tốt, tụng kinh Địa Tạng cũng tốt, tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng tốt, tụng thêm sám hối này cũng tốt, cũng tốt hết. Nhưng mà cuối cùng mình quy về cho mấy bả là gì? Niệm Phật tốt hơn nhiều. Thấy chưa? Nó, nếu như mà bây giờ mình chặn ngang đại luôn thì nó không đúng. Nên mình phải cố gắng mà ngồi mà nói. Nếu quý vị nói thôi được rồi tôi giảng hết trơn rồi nói gì nữa, vậy thì mình sân si rồi đó. Phải cố gắng mà ngồi, phải cố gắng mà ngồi nỉ non. Thì biết rằng nên những đức không có ngồi tiếp nhiều là vậy đó. Nếu không là nỉ non hoài, cái nỉ non hoài là thành quen luôn. Đi đến đây là gặp gặp mặt là nỉ non à. Mà không chịu niệm Phật, không niệm Phật sao có cảm giác? Niệm Phật nhất định nó sẽ có cái cảm giác liền à. Còn nỉ non hoài, nỉ non hoài nó cũng không có cảm giác gì hết trơn. Mà viết nó chán à, giống như là dắt chăn, chanh bỏ vỏ vậy đó. Cứ gặp hoài nói chuyện với mình hoài, viết rồi nó chán mình luôn à. Nó quý vị biết rằng thà ngồi nói gì, chỉ có nhìn ở dưới, nhìn vậy thôi. Rồi xong á mình nói chuyện xong mình ra mình phóng sanh xong mình đi lên phòng mất tiêu. Vậy đó mà lâu dài. Còn gặp mà ngồi on đời nói này nói kia, nói này nói kia. Nhất là những Phật tử mà thân với quý thầy mà thường cúng dường mà thường được thân cận với quý thầy đó. Dù ông thầy có giảng pháp giỏi cỡ nào đi chăng nữa, cỡ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, mà nếu những người đi theo Hòa Thượng suốt luôn nha mà không hành trì đó, những người đó là những người thua những người ở xa đó. Ừ. Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng là người theo bên cạnh tôi không thành tựu. Là vì sao? Vì chính họ ở bên cạnh tôi giết, họ nghĩ rằng họ cũng là dữ dằn lắm, nên họ không chịu dụng công, lâu ngày họ không chịu lễ Phật luôn. Còn cái người ở xa đó coi qua truyền hình mạng người ta nét thôi, vậy mà chịu tu, chịu hành, nên người thành tựu là ở xa. Còn nếu như cái người gần bên cạnh tôi mà chịu hành trì đàng hoàng làm gương đó nghe, hành trì thật chắc, buông xuống cái ngã, sự thành tựu của họ còn lớn hơn là những người ở xa. Nên chúng ta phải biết được rằng thời Đức Phật còn tại thế, vì sao gọi là thời chánh pháp? Vì chính Đức Phật đích thân giảng pháp, sở tu sở hành sở chứng của Ngài hoàn toàn viên mãn. Rồi kế đó là bậc thượng thủ bên cạnh Xá Lợi Phất nè, Tôn giả Mục Kiền Liên nè, Tôn giả A Nan nè, Ngài Ca Diếp nè, nhiều bậc thượng thủ bên cạnh, toàn là những người chứng quả không à. Nên mới gọi là chánh pháp. Còn chúng ta bây giờ nói chuyện khô cuốn họng, mình cũng chưa chứng cái gì. No. Chứ đừng có nói chuyện người bên cạnh mình. No. Quý vị biết rằng thí dụ như bây giờ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có tu có hành có chứng mình cũng không biết. Nhưng mà bây giờ người bên cạnh của Ngài phải đặc sắc là phải tu hành và nhập đạo luôn, giống như Ngài dạy luôn. Vậy thì nó hưng khởi ghê lắm. Nhưng nếu mà người bên cạnh mình mà họ ta đây trước mặt mình thì họ dạ dạ văn văn, nhưng qua sau lưng mình bắt đầu là họ bắt đầu là cái này cái kia với người dưới tay, vậy là chết rồi. Vậy thì rõ ràng trong thời mạt pháp, mạt pháp. Còn thời chánh pháp là do gì? Đức Thế Tôn là Phật, bên cạnh là bậc thượng thủ, bậc đại A-la-hán bên cạnh, nên gọi là thời chánh pháp. Nên quý vị biết rằng trong kinh giáo Phật nói rằng là giới lực còn thì Phật pháp còn, giới lực mất thì Phật pháp diệt. Quý vị coi, bây giờ không có người trì giới, có nghĩa là 84,000 pháp môn của Đức Thế Tôn chỉ có hình thức, không còn tồn tại. Vì sao? Vì không có người trì giới. Không có người trì giới thì không còn Phật pháp. Mà còn học Phật pháp ở thế gian toàn bộ là hình thức, không có người trì giới. Không có người trì giới là không có người hành trì Phật pháp. 84,000 pháp môn hôm nay chỉ có hình thức, còn tồn tại 9,000 năm. Chứ ngoài ra thì không có người để tu vào 84,000 pháp môn đó. Chỉ có đúng một pháp môn tịnh độ là Phật quyền ký trong thời mạt pháp. Người mà chí thành niệm Phật dùng có Phật hiệu này siêng năng mà niệm. Như Hòa Thượng Ái Hiền là Ngài dùng có Phật hiệu niệm là trì giới để niệm Phật. Vì sao trì giới niệm Phật? Ngài không biết chữ làm sao biết trì giới? Là do cái chữ nhẫn niệm Phật của Ngài kiên trì 92 năm không thay đổi, gọi là kiên trì niệm Phật, gọi là trì giới. Đụng cảnh duyên Ngài giảng niệm Phật,
Người ta không cho niệm Phật ra tiếng, ngày niệm thầm trong tâm. Người ta không cho lễ Phật bằng ngày, ngày lễ bằng đêm. Đây gọi là nhẫn nhục niệm Phật trì giới. Như vậy thì giáo pháp bây giờ thôi đã không có người trì giới, vậy thì Phật pháp không còn. Đã Phật pháp không còn, vì sao còn tới 9.000 năm? Vì sao? Vì còn tịnh độ. Tịnh độ có người giảng, có người nghe, có người tu, có người chứng, nhất định là còn Phật pháp. Tịnh độ này kéo lại Phật pháp 9.000 năm. Nên càng về sau tịnh độ càng thù thắng. Vì sao? Vì phù hợp. Vì phù hợp của 9.000 năm là nhờ còn tịnh độ. Nếu không có tịnh độ như vậy thì Phật pháp sẽ diệt vong sớm. Vì sao? Vì hình thức hoàn toàn hết. Không có một người nào nói về cái phương pháp tu giải thoát. Từ đây tới 9.000 năm vẫn còn nhiều người giảng sạch. Từ nơi đó là còn Phật pháp. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mới giảng thuyết nói, có khi chúng ta không hiểu. Ngài nói rằng tuy sống trong thời mạt pháp, nhưng người chịu niệm Phật tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Tuy sống trong thời mạt pháp, mạt pháp có nghĩa là tất cả các môn pháp tu khác là không có người chứng quả, gọi là mạt pháp. Riêng tịnh độ có người tu, có người chịu niệm Phật và có người được giảng sanh, gọi là sống trong thời mạt pháp, nhưng chúng ta sống trong chánh pháp. Quá thù thắng. Chúng ta chia sẻ mà trong tâm nó hừng hực cái tâm của mình. Không lẽ mình muốn la lên cho lộn mèo hết. Biết rằng vì nó quá thù thắng rồi mà mình đi bỏ cái bóng tịnh độ làm sao mà được. Vậy đó mà nhiều người niệm Phật người ta vẫn bỏ. Vì sao? Nó không có bồi dưỡng được một môn. Và không chịu hành trì thì bỏ à, nó lạc liền không nói chứ. Nó không hành trì là tức khắc lạc. Quý vị chỉ cần, không cần làm cái gì cao xa, chỉ cần A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Ngộ lắm. Câu Phật hiệu hay lắm. Quý vị thấy những đức chia sẻ, những đức có đọc qua kinh giáo gì đâu. Thật sự những đức cũng là một người rất kỳ cục. Nói về cái chuyện quyển sách to, quyển sách bự không có đọc. Cái gì mà đọc là phải mỏng, có nghĩa là người làm biến. Trong căn cơ thời mạt pháp, mỏng thì coi, dày thì sợ. Ai tặng cho một quyển sách to, đưa hai tay lên, đội lên đầu. Đội lên đầu xong đem về phòng, để lên tủ, đóng lại, để im luôn. Vì thấy chưa? Từ nơi đó vị biết rằng là mạt pháp là đúng rồi. Vì biết bản lãnh của mình không có vô được. Nó thấy người ta tặng cho quyển sách mới cũng ham lắm, khi tặng cũng bay giật lia lịa. Vậy mà không đọc. Ngộ lắm. Nên từ nơi đó quý vị thấy không, đây là văn tự đơn giản những đức chia sẻ. Gọn nhất quý vị chỉ cần nắm câu Phật hiệu. Trong vòng thời gian 10 năm những đức đi tu cũng không đến nỗi tề. Không đến nỗi mỗi ngày chu mỏ nhăn nho như con khỉ ăn ớt. Những đức sống rất là vui. Mà không phải một cá nhân mình, mà là bên cạnh mình còn bao nhiêu con người nữa quý vị. Đó, trưa nay á, những đức nói mấy cô á, kệ chùa cái gì, chùa có cái gì chúng ta ăn cái nấy. Trưa nay những đức nói mấy cô hôm qua mới đi mua bánh gì đó để cho các cụ ăn Tết á. Những đức nói bữa nay bài bánh ra để trên dĩa mứt thèo lèo vậy đó, miếng miếng miếng. Kệ Phật tử bữa nay người ta cuối năm á, bây giờ chúng ta bữa nay á, ăn Tết trước ngày mùng một. Vui quá, ngày mai bắt đầu cho mấy bà cụ bà ăn lai rai rồi đó. Tại vì sao vì biết không, tội nghiệp mấy bà đâu có gì nhà gì đâu. Thì bây giờ mình năm ngoái thì cho ăn trước nửa tháng đó quý vị, năm nay là ngày mai mới được ăn. Vì sao vậy? Họ mới ăn trước, năm ngoái ăn trước nửa tháng, bà nào bà nấy bà than nóng quá. Thấy chưa, không cho ăn cũng buồn mà ăn nhiều cũng nóng nữa. Nên năm nay những đức giảm là thời hạn, rút thời hạn lại. Rồi tới ngày 26 là ngày mai bắt đầu là cứ là sáng, trưa, chiều là cái bài bánh như vậy đó. Nhưng mà ăn chứ không được đem về phòng. Trời ơi, không phải đơn giản. Nuôi người già có kinh nghiệm lắm. Rồi cặp mắt như đức nó sáng như bánh xe hơi vậy đó. Cặp mắt sáng như bánh xe hơi. Tiếu không? Thì biết rằng khi những đức ngồi ăn cơm, những đức ngồi là ngồi ngay chính giữa. Mấy bà già sao mà qua mặt được những đức. Mấy bà có kinh nghiệm thì cỡ nào cũng không bằng kinh nghiệm bằng những đức. Ôi ơi, có khi ba ăn mấy cục kẹo quý vị cũng tội nghiệp. Thì nó trắng ra, mình trẻ mình ăn nhanh nên mình phải hiểu. Nên sau này mà những đức mà làm hòa thượng, thí dụ đi, những đức làm hòa thượng, những đức khi ăn những đức sẽ ăn chậm lắm. Vì sao? Vì những đức biết những người trẻ người ta ăn nhiều,
Nên thôi mình ăn chậm chậm để mình kéo dài thời gian cho người trẻ họ ăn, đó cũng là cái cách tu phước á. Còn nếu như mình nghĩ rằng mình già mình ăn không có nhiêu nữa, mình ăn tranh thủ mình đứng lên mình đi, tuổi trẻ đâu có dám ăn đâu. Đây là kinh nghiệm khi mà những đức dọn tăng, cúng tăng, những đức biết. Các vị lớn ăn nhanh lắm, ăn nhanh xong người trẻ đâu dám ăn, đứng lên đi mất tiêu, đồ ăn mình nấu cực cũng chết luôn. Ăn để dư tùm lum tùm lạ, cái người nấu ăn thấy cũng héo héo chút. Cái cảm giác nấu ăn mình biết hết á. Nên quý vị biết rằng khi mấy bà cụ già chùa mình á, mà lạ lắm nha, riêng mấy bà cụ già chùa mình thì bà ăn nhiều. Biết sao không quý vị? Bà niệm Phật mỗi ngày, rồi bà thao tác mỗi ngày nhiều quá, nên bà không phải già. Cái tâm tư bà nó trẻ trung và con người bà nó khỏe lắm. Mấy bà cụ bà ăn nhiều những đức á. Ừ, những đức nói thật quý vị á, có nghĩa là bánh trái đồ bà ăn được lắm. Nên những đức á, kéo dài thời gian, những đức là người ăn rất nhanh. Thì biết sao? Vì ngày xưa đi làm mướn người ta đó, những đức cực quá. Mỗi lần ăn thì bị bà chủ, cái bà mà thợ nấu chính á, bà sư phụ như đức á, bà chửi như đức. Mình ăn bà cứ chửi mình hoài, mình thấy đau lòng quý vị. Nên mình nói rằng thôi mày cố gắng mày nuốt trọng đi. Nên những đức là tập nuốt trọng quý vị. Ngày xưa là nấu ăn là toàn bộ những đức nuốt trọng nhiều lắm. Ăn nuốt trọng không à, cứ lừa lừa nuốt à. Giết nó chịu 3 năm nó thành quen nuốt trọng quý vị. Bây giờ những đức ăn là có khi đồ ăn những đức có cảm giác nhiều là vì những đức nuốt trọng nhiều lắm. Nên bao tử những đức nó cũng chịu khó chịu khổ với những đức lắm à. Quý vị biết rằng á nghe. Nên những đức ăn rất là nhanh. Thí dụ như người ta ăn 15 phút đi, những đức ăn chừng 4-5 phút à, là xong. Ăn nhanh lắm, lu nuốt xong. Nó từ nơi đó mà mấy bà cụ, khi mà mình nhìn, khi mà mình muốn can đó, là mình phải nhìn có mấy bà già đó ăn xong chưa. Nên mỗi lần những đức mà ăn xong, những đức ưa nói câu là ai ăn sao ngồi ăn đi nghe. Nó như còn một hai người mà thấy nhiều người trong chúng đang ăn xong rồi đó, còn một hai người mà nói ai ăn sao thì cứ ăn đi nghe, tự nhiên không có sao đâu. Đó, có nghĩa là cái cảm giác và quý vị sống với con người, quý vị phải làm sao nó phải phong phú vậy đó, thì tự nhiên đối người tiếp vật nó đặc biệt lắm. Còn nếu như mình chỉ biết mình thôi thì mình không biết người dưới tội nghiệp người ta. Mấy bà già bà tu nhiều, bà ăn uống được là mình mừng, không mà nó có nói gì, nhưng mà tuyệt đối không được đem về phòng. Có khi quý vị biết rằng uống cà phê nghe, có nhiều bà ghiền cà phê, trời ơi bà đâu có qua mắt được nhân đức, bà cầm theo cái chai. Quý vị suy nghĩ đi, bà cầm theo cái chai bỏ trong túi á, rồi bà mở nắp ra sẵn mà bà để cái chai trong túi như thinh. Rồi xong á, có khi cái bàn đó có mấy bà già không uống, bà biết rồi, bà mới lấy mấy cái chén bà chiền qua, bà đổ vô cái túi bà. Rồi xong bà lấy nắp bà đậy lại, rồi cái chén trên đây uống bình thường, dừng chút gì cầm về có một chai cà phê. Thấy không? Không đơn giản đâu, thấy cũng tội nghiệp quý vị. Thấy biết nhưng mà thấy tội nghiệp. Có nghĩa là tội nghiệp, quý vị hiểu không? Rồi có khi á, ăn bánh ăn kẹo, cái cục kẹo này ngon quá, thấy vậy thôi bỏ vô túi một cục, ăn xong á giếm tay nhẹ ăn vậy nhét vô túi. Nó mà gặp mà bữa nào mà những đức mà muốn bắt á, là những đức nói dẫn bà cụ lại đây, bà đến mới hỏi thầy kêu con cái gì. Những đức nói cái gì trong túi bà, cái gì. Bà nói có cái gì đâu thầy. Những đức nói có cái gì đâu, bà móc ra thử coi cái gì. Sau cái móc ra bà nói có gì đâu. Cục kẹo chứ có gì đâu. Những đức nó không có được. Đã là quy định ăn trên bàn không được cầm dìa, bà đã phạm quy định này lâu ngày. Bây giờ những đức nhắc bà đó, không có đường gì nữa nghe. Mà đặc biệt là cũng biết sợ, không dám. Rồi khi ăn mà ngồi trên bàn là tuyệt đối không có gọi là, ví dụ như là một cái khay bánh gì không có được mà lấy ra đưa. Có những người ta chưa muốn ăn đưa người ta ăn chi, cứ để tự nhiên đi. Khi người ta ăn xong tự nhiên người ta lấy người ta ăn à. Nó nghĩa là quý vị biết từng chút như vậy, nó không có đơn giản đâu quý vị. Nên các cụ phải sống với những đức mà bà không về nhà vậy chứ, quý vị nghĩ sao? Quý vị đi tìm tất cả các ngôi chùa thì có ngôi chùa nào mà gần 400 người trong chùa mà Tết không ai một người về không? Không có một người về nhà luôn. Tăng, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, các cụ già không có một người nào mà nói một tiếng gì đi về nhà chứ. Có một bà cụ mới đây tuổi già, bà cụ này thì cũng yếu tư tưởng, thì cứ mình cứ lo cho bà nhiệt tình thôi. Đi chợ té một cái, đúng là tuổi già té nguy hiểm quý vị.
té cái gãy xương đùi, đưa xuống bệnh viện, đưa xuống bệnh viện đâu Vũng Tàu chứ. Xong người ta coi hết, nó gãy xương đùi, bây giờ phải thay cái gì đó. Thì những đứa hỏi mấy cô đưa bà cụ đi, thì mấy cô nói rằng là thì bà cụ về sau cũng đi cũng không được tự nhiên đâu, thì cũng lớn tuổi rồi, đi sao tự nhiên đây. Nhưng mà thay cái đó rồi bà đỡ đau nhất một chút, mà thay bây giờ mổ, chuẩn bị mổ. Thì ở dưới bệnh viện nói mổ này, ca này mổ là 50 triệu. Thì đó nó hơi mổ cho bà đi, tại vì đã đưa bà đi dưới rồi. Nhưng mà điện thoại cho con cái bà thử coi con cái của bà có ai không lên. Tại vì mẹ cha bây giờ bệnh đau gì thì mình làm con cho người ta cái cơ hội để mà chăm bà một chút, còn tiền như Đức trả cho. Thì gia đình con cái lên khó khăn, gia đình nói thầy ơi con chăm mẹ con được thôi chứ tiền bạc chắc con không có tiền. Thì những Đức nói không sao, cứ chăm mẹ đàng hoàng đi. Mà ngộ thay bà già bà không chịu con bà chăm nha, bà muốn mấy cô trong chùa mình chăm. Muốn mấy cô trong chùa chăm, phải đưa một cô đi xuống dưới đó ở với ta thì bà chịu. Tại vì con cháu bà nó không biết niệm Phật. Mà ngộ lắm, cái bà này á, dù là bà gãy chân vậy nhưng bà không có ghen đau gì chứ. Bác sĩ mới nói rằng ủa sao lạ nghe, nó gãy xương đùi này nó đau dữ lắm, xương mà nó gãy bị nghĩ sao đau lắm. Vậy mà ghen thì không ghen bao nhiêu. Bởi vì biết lúc nào mà bà ghen chỉ cần lấy cái máy niệm Phật nhỏ như đứa để vô lỗ tai bằng cái bà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là hết chân ghen liền. Còn lấy cái máy niệm Phật ra thì lâu lâu thì bà ơi đau quá. Thấy không? Hay công nhận luôn á, mà thích các cô mình chăm thôi. Vì các cô mình biết tu. Quý vị thấy không? Có nghĩa là những việc mà những Đức chia sẻ cho quý vị là một cái việc nó quá đơn giản của một con người sống. Vậy đó mà việc đơn giản này nếu quý vị mà không phải là cái làm việc này gần gũi, quý vị sẽ không nói được. Nên những Đức nói pháp mà nói cả ngày cũng nói được. Nó hoài nó cũng không hết. Ngộ vậy đó. Vì sao? Vì hàng ngày những Đức cứ là gặp duyên gặp cảnh vậy đó. Gặp duyên gặp cảnh nào thì giải quyết duyên cảnh này à. Đó. Nên từ nơi đó quý vị biết là một kiếp nhân sinh của người mình khổ lắm quý vị ơi. Chúng ta bây giờ là gặp được Phật pháp là quý lắm rồi. Quý vị nên trân quý nghe không? Đó, bây giờ chúng ta cộng tu cuối năm gì nè. Lấy những cái tâm sự chia sẻ gì để mọi người mình nên trân quý Phật pháp. Chúng ta không có khổ gì khi chúng ta gặp được Phật pháp hết. Nhớ, cái khổ của một đời người Phật nói chỉ một đời ngắn ngủi. Cái khổ nhất là con người này đến thế gian mà không gặp được Phật pháp. Không gặp được Phật pháp mới là vô cùng khổ. Chân thật niệm Phật dù cái khổ gì cũng không sợ. Vì chỉ có trả nợ một đời ngắn ngủi mà thôi. Một đời ngắn ngủi mà thôi. Nên chỗ đặc sắc mà trưởng đoàn mà biết dẫn người đi tu. Việc làm này nên làm đi. Việc làm này là thế chư Phật Bồ Tát làm đó. Dẫn người đi tu, trưởng đoàn lo tu. Việc làm này là việc làm thế chư Phật Bồ Tát làm đó. Dẫn người đi tu là chỗ thù thắng đó. Việc làm này làm tới chết luôn, vô cùng thù thắng. Đừng có bỏ. Việc làm ăn cứ làm ăn, nhưng một tuần chủ nhật dẫn người đi tu. Đừng có bỏ việc này. Việc này là việc vô cùng thù thắng, mà gây dựng được cho tín nguyện niệm Phật của mình luôn. Dẫn người đi tu đó. Dù là mình có gặp hoàn cảnh trở ngại gì, đừng có bỏ cái việc dẫn người đi tu. Việc này cứ kiên trì mà làm. Cứ kiên trì mà làm. Nhớ, chuyển cái nghiệp nặng, chịu cái nghiệp nhẹ đó. Đừng có nói rằng dẫn người đi tu mà bây giờ gặp sự cố, không phải. Chuyển nghiệp nặng, chịu nghiệp nhẹ. Nếu mà không tu thì hoàn toàn nặng căng. Chúng ta sống không nổi luôn đó. Mà cũng không biết nương vào chỗ nào luôn. Chúc quý vị luôn luôn sống tốt đẹp. Và khi bỏ báo thân này chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Và chùa chúng ta từng chủ nhật nào cũng cộng tu, và chư tăng ni và đại chúng về đây tu tập rất là đông. Chúng ta nguyện đem công đức niệm Phật, lễ Phật, nghe pháp, cúng đi thực phóng sanh này, nguyện hồi hướng cầu an trên là đại lão hòa thượng viện chủ và toàn thể đại chúng. Nguyện quý vị thân tâm thường an lạc, phát bồ đề tâm niệm Phật, cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho cụ huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp mắc mà chưa được siêu thoát và hương linh thai nhi, vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạo quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nguyện cho tất cả quý vị đều được những công đức này đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc có hết khổ, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim thấy giờ tung nguyện tập phương nhật thiên từ cầu, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhật tiệt ngà đặng dự tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngà kim thấy nhờ cung từ thực biến tập phương nhật thiên cầu, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhật thiệt ngà đặng dự tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim ti nhờ cung từ thực biến tập phương nhật thiết cô hồn cầm, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhật thiệt ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An mục lục lăng ta bà ha, an mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắng ta bà và việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng ta bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến tiêu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến tiêu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, thai nhi bị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu đình hộ pháp phát bồ đề tâm mô các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thị kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, cho mời chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được cho vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tại thế khi sanh ra nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Na Di Đà Phật, cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ra chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.